Chúng ta tiếp tục review cuốn sách Sống và Khát Vọng của diễn giả Trần Đăng Khoa. Điều may mắn nhất đời tôi, nhưng nói về may mắn và sự lựa chọn, tôi cũng muốn chia sẻ thêm rằng trong cuộc sống có rất nhiều điều may mắn do tôi tạo ra cho mình. Nhưng tôi vẫn hiểu rằng có những may mắn đặc biệt mà chúng ta không thể tự tạo ra cho bản thân. Và điều may mắn nhất trong đời tôi không phải là điều tôi chọn cho mình, bởi vì điều may mắn ấy chính là mẹ. Tôi không những nợ mẹ về những thành tích học tập đầu tiên, mà tôi còn nợ mẹ sự tự tin và lòng tự trọng tôi có được ngày hôm nay. Bởi vì thay cho việc áp đặt và thúc ép, mẹ luôn tìm cách khơi dậy, nuôi dưỡng sự tự tin và ý thức về giá trị bản thân trong tôi. Tôi nhớ vào khoảng tháng 3 năm 2011, khi tham gia vào chương trình truyền hình Người Đương Thời của VTV1, tôi được hỏi một câu thế này: kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của bạn là gì? Lúc ấy tôi nghĩ mãi mà cũng không có bất kỳ một kỷ niệm nào đủ đặc biệt hiện ra trong đầu tôi như là một kỷ niệm đáng nhớ nhất. Ai cũng có nhiều kỷ niệm và thật khó có thể nói chính xác là kỷ niệm nào đáng nhớ nhất đối với mình. Tôi cũng thế. Tuy nhiên, chính trong lúc ấy tôi bất chợt nhận ra một điều rằng nếu tôi phải mất hết trí nhớ và chỉ được chọn nhớ một điều gì đó, tôi sẽ chọn nhớ cái ngày mẹ nói với tôi, một đứa trẻ tầm thường, rằng con sinh ra là để thành công và trở thành một người nổi tiếng như nhà thơ Trần Đăng Khoa. Nếu con thực sự nỗ lực, mẹ tin con sẽ làm được. Tôi chọn nhớ kỷ niệm này bởi vì trong kỷ niệm ấy, tôi nhớ ai sinh ra mình và tôi nhớ mình là ai. Có lẽ chẳng có gì có thể diễn tả hết những gì mà mẹ đã làm cho tôi trong cả cuộc đời này. Cho nên thay vì kể về mẹ, tôi xin chia sẻ với bạn bức thư mà tôi viết cho mẹ, để bạn có thể hiểu tôi may mắn như thế nào khi có mẹ. Lá thư gửi mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi đã làm mẹ đau đớn rất nhiều khi sinh ra con. Con cảm ơn mẹ đã bao ngày mang nặng để cho con được sống trên cuộc đời này. Con xin lỗi khi còn bé đã bao lần con vòi qua mẹ những khi mẹ đi đâu về. Nhưng bây giờ mỗi lần về thăm mẹ, chẳng mấy khi con nhớ mua cho mẹ món gì, mà có muốn mua thì cũng chẳng nhớ mẹ thích gì để mà mua. Con cảm ơn mẹ ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai vẫn thế. Mỗi khi con bước về nhà thăm mẹ, vẫn những bữa cơm ấy, mẹ vẫn những món ăn bình dị ấy. Bao năm qua mẹ thương con chẳng có gì thay đổi. Con xin lỗi khi còn bé, những lúc mẹ đi ra ngoài, con vẫn thường níu áo mẹ đòi theo. Nhưng bây giờ, mỗi lần con đi xa, chẳng mấy khi con ngoái đầu nhìn lại để thấy giọt nước mắt mẹ rưng rưng. Con cảm ơn mẹ, dù tuổi đã cao, vẫn sẵn sàng cùng con đi đến bất kỳ nơi nào con cần mẹ. Con xin lỗi, con đã nâng bao nhiêu người con yêu quý trên đôi vai của mình, nhưng bờ vai mạnh mẽ ấy lại chưa bao giờ đủ sức đỡ mái tóc mẹ đã hai màu. Con cảm ơn mẹ dù lưng không còn thẳng nữa, nhưng vẫn tấm lưng ấy mẹ che chở con qua sóng gió cuộc đời này. Con xin lỗi, con đã nói với người khác rằng con sẽ dành trọn trái tim mình cho người ấy, nhưng con quên rằng đã có lúc trái tim mẹ nhỏ đó đập bằng máu của mẹ. Con cảm ơn mẹ dẫu chưa bao giờ mẹ nói sẽ dành trọn trái tim mình cho con, nhưng con biết nếu một ngày tim con ngừng đập, mẹ sẵn sàng cho con trái tim của mẹ. Con xin lỗi đã thường xuyên bận công việc, bận làm chuyện lớn mà không về thăm mẹ. Con cảm ơn mẹ vẫn chưa bao giờ thôi hết bận ngóng trông con. Con xin lỗi đã làm mẹ khóc nhờ vì con. Con cảm ơn mẹ đã nhiều lần dấu những giọt nước mắt ấy mà chỉ để cho con nhìn thấy mẹ tươi cười. Con xin lỗi đã ôm người khác vào lòng trước khi con ôm mẹ. Con cảm ơn mẹ bao nhiêu năm rồi đã luôn ôm con trong vòng tay của mẹ, qua nghèo khổ, qua gian khó, qua nước mắt, qua đớn đau, qua bệnh tật và qua cả cuộc đời này.
Con xin lỗi vì dù con biết những dòng này, con vẫn mãi là đứa con bất hiếu của mẹ. Con sẽ không bao giờ có thể trả hết những hy sinh và những yêu thương mà mẹ dành cho con. Con cũng sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với tấm lòng của mẹ. Con cảm ơn mẹ vì cho dù việc thế, mẹ vẫn sẵn sàng hy sinh và vẫn yêu thương con vô điều kiện. Và mẹ ơi, con muốn nói với mẹ rằng con thương mẹ rất nhiều, thật nhiều. Con cảm ơn mẹ là mẹ của con tự hào là con của mẹ. May mắn của bạn là ai? Nhưng không chỉ riêng tôi có may mắn này, mà ai trong chúng ta cũng thế. Mỗi người chúng ta đều có một người rất quan trọng làm điểm tựa cho chúng ta trong cuộc đời. Đối với tôi, đó là mẹ. Đối với những người khác, đó cũng thể là mẹ, là cha, là anh, là chị, là thầy, là cô, là bạn, là người yêu, là vợ, là chồng. Mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai. Nhưng nếu ai vẫn còn có một người hết lòng yêu thương mình thì người đó vẫn còn rất may mắn. Điều quan trọng không phải là bạn có may mắn như tôi hay không, mà là bạn có nhận ra may mắn của riêng mình hay không. Và quan trọng hơn nữa, khi bạn nhận ra may mắn đó, bạn có nói cho người ấy biết rằng người ấy quan trọng đối với bạn như thế nào chưa? Có thể từ trước đến nay bạn đã làm nhiều điều tốt đẹp hay tặng cho người ấy nhiều món quà ý nghĩa. Những món quà ý nghĩa và tuyệt vời nhất đối với người ấy chính là biết được người ấy tuyệt vời và ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Tôi xin bằng phép được chia sẻ với bạn điều này như một người bạn. Còn hành động hay không thì dĩ nhiên lựa chọn hoàn toàn là ở bạn. Trước khi đọc tiếp quyển sách này, hãy cho phép mình vượt lên trên chính mình. Hãy lấy hết can đảm và nói với người mà bạn cảm thấy cuộc đời bạn may mắn khi có được rằng người ấy quan trọng với bạn như thế nào và bạn cảm thấy mình may mắn ra sao khi có họ trong cuộc đời này.
Oh vượt lên chính mình, tham gia băng nhóm và quậy phá. Nếu bạn không có một kế hoạch cho đời mình thì sẽ có một ai đó làm thay bạn, nhưng nhiều khả năng họ sẽ không biết điều gì tốt nhất dành cho bạn, hoặc tệ hơn, họ không muốn bạn có được những điều tốt nhất. Lên lớp 7, tôi bước vào tuổi dậy thì và căn bệnh ngôi sao trong tôi phát tác. Tôi trở nên kiêu ngạo vì nghĩ trình độ của mình đã vượt xa lũ bạn và bắt đầu giao nhận việc học hành. Nhiều lần tôi trộn học và đang đụng với đám bà hư hỏng, tham gia đủ những trò quậy phá, từ việc đạp xe lạng lách, đánh vòng, làm việc ngoài đường, chơi game ăn tiền, chơi bi da ăn tiền, cờ bạc ăn tiền, đến tham gia băng nhóm. Lúc này bà đang làm công nhân viên chức nhà nước, còn mẹ thì bận rộn với công việc may vá của mình. Cả hai đều đầu thắc mắc tối để lo cho cuộc sống gia đình, nên không hề biết đứa con trai tưởng chừng ngoan ngoãn học giỏi đã trở nên hư hỏng từ lúc nào. Nhất là khi ở nhà, tôi vẫn luôn ngoan ngoãn lễ phép với ba mẹ. Kết quả học tập của tôi bắt đầu tụt dốc trầm trầm. Nếu như năm lớp 6 tôi vẫn còn được làm lớp trưởng, thì đến lớp 7 đã mất đi rất nhiều sự tín nhiệm của thầy cô, bạn bè, nên chỉ còn được làm lớp phó. Thầy chủ nhiệm biết tôi không còn tập trung vào việc học như trước vì game, bia, cờ bạc. Nhưng thầy không ngờ rằng tôi đã nghiện những thứ ấy rất nặng. Khi lên lớp 8, ngay cả chức lớp phó cũng không còn, tôi vẫn được thầy tin tưởng giao cho công việc thủ quỹ, chịu trách nhiệm thu và giữ tiền học phí của lớp. Chỉ trong vòng vài tuần, tôi đem khoản tiền lớn đó đổ hết vào game, bia và xong bài. Tới bây giờ, việc về điều ấy, tôi vẫn cảm thấy hết sức xấu hổ về bản thân. Sai lầm đó có thể dẫn đến những điều tệ hơn nữa trong cuộc đời tôi, nhưng may mắn tôi còn có mẹ. Đến hàng phải nộp lại tiền cho nhà trường, tôi sợ hãi chạy về nhà cầu cứu mẹ, cứ tưởng mẹ sẽ cho tôi một trận đòn lên thân. Không ngờ mẹ lặng lặng chạy sang vay tiền bà ngoại, rồi đích thân cùng tôi mang tiền vào trường trả cho thầy và xin lỗi thầy. Ngoài tôi già nhưng lúc ấy vẫn phải còng lưng may vá để kiếm sống qua ngày. Số tiền mẹ mượn của ngoại là tiền dưỡng già mà ngoại tôi phải dành dùm tích góp lâu ngày mới có được. Biết được điều đó, tôi lại càng sợ hãi hơn. Lúc ấy, tôi tin chắc rằng khi về nhà, tôi sẽ chẳng thể nào mà sống nổi với ba mẹ vì tội lỗi tay lần này. Vậy mà sau khi về nhà, mẹ vẫn không hề đánh mắng tôi, mà vẫn nói chuyện và đối xử với tôi như bao giờ tôi phạm lỗi lầm ấy. Thậm chí, mẹ cũng không hề nói cho ba biết. Trong vòng nhiều ngày, tôi hết sức hoang mang lo lắng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng một cuộc, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng mẹ đã quá đau lòng vì những gì tôi làm đến nỗi. Mẹ không đủ can đảm để nhắc về việc ấy nữa. Có lẽ chính mẹ cũng cảm thấy khó chấp nhận cái sự thật rằng đứa con trai mẹ hằng yêu thương và tin tưởng lại có thể hành động như thế. Cũng có thể mẹ tự trách bản thân mình đã không đủ quan tâm để nhắc nhở tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, về phần mình, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và hối hận. Và cũng kể từ lúc đó, tôi tự hứa với bản thân là phải thay đổi để mẹ không bao giờ phải đau lòng nữa. Tôi không thay đổi từ từ mà gần như ngay lập tức, vì tôi quyết tâm lựa chọn sự thay đổi. Vì tôi đã thấy quá rõ ràng đã đến lúc mình phải thay đổi. Liền sau đó, tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với lũ bạn xấu để có thể làm lại từ đầu. Chỉ khi chúng ta thay đổi cách ta nhìn nhận con người và thế giới xung quanh, chúng ta mới có thể thay đổi thái độ của mình. Chỉ khi chúng ta có thể thay đổi thái độ sống của mình, hành vi của chúng ta mới thay đổi. Chỉ khi hành vi của chúng ta có sự thay đổi, chúng ta mới có thể hy vọng đến những kết quả khác biệt.
tức của sự thay đổi. Thông thường, ai cũng nghĩ là sự thay đổi cần phải diễn ra từ từ và cần có một quá trình lâu dài. Nhưng sự thật không hẳn vậy. Những sự thay đổi tích cực trong con người thường diễn ra ngay tức khắc một khi chúng ta thật sự nhận ra rằng đã đến lúc phải thay đổi. Tôi từng biết một người cai nghiện thuốc lá rất nặng và bắt đầu có những dấu hiệu của ung thư phổi. Ngay cả khi sức khỏe bị ảnh hưởng như thế, người cha ấy vẫn nhất định không cai nghiện thuốc lá. Nhưng rồi khi đứa con gái nói với cha mình rằng ba ơi, ba đừng hút thuốc nữa để sống lâu với con nha ba, người cha bật khóc và kể từ đó ông ta bỏ thuốc. Có thể bạn nghĩ trong câu chuyện trên chính căn bệnh ung thư hoặc đứa con gái là hai tác nhân làm người cha thay đổi. Nhưng sự thật không phải là thế. Căn bệnh ung thư và đứa con gái chỉ là những tác nhân giúp cho người cha đi đến quyết định thay đổi. Là con người, không ai có thể thay đổi được chúng ta, vì sự thay đổi luôn luôn là một lựa chọn bên trong của cá nhân mỗi người. Và bởi vì đó là lựa chọn của mỗi người, sự lựa chọn ấy có thể diễn ra trong tích tắc. Điều quan trọng là bản thân mình có muốn thay đổi ngay hay không. Và thôi, trong hầu hết trường hợp, sự thay đổi từ từ chẳng qua chỉ là những biện minh cho sự thiếu quyết tâm thay đổi hoặc do có một hậu quả nhân tiền để phải thay đổi ngay. Đa số mọi người chỉ nghĩ đến việc thay đổi ngay khi họ phải thực sự đối diện với hậu quả. Rất nhiều người chờ đợi đến khi gây ra những hậu quả to lớn, thực sự rồi mới thức tỉnh và lựa chọn những thay đổi. Nhưng thường thì những lúc ấy, sự thay đổi diễn ra đã quá muộn màng hoặc cái giá của hậu quả gây ra đã quá to lớn. Câu hỏi đặt ra là tại sao cứ phải đợi đến khi quá muộn màng hay một hậu quả nào đó xảy ra rồi mới lựa chọn thay đổi? Bạn có đang muốn thay đổi một điều gì đó ở bản thân mình không? Bỏ đi một thói quen xấu, bắt đầu một thói quen tốt, hoặc muốn tạo ra một sự đột phá cho bản thân mình trong sự nghiệp hay cuộc sống? Trước đây bạn đã bao giờ lần từ nhủ để từ từ sẽ thay đổi, và bây giờ hãy thành thật với chính mình. Từ lần cuối cùng bạn từ nhủ sẽ từ từ thay đổi cho đến giờ, bạn đã thay đổi được bao nhiêu phần? Dù gì đi nữa, hãy nhớ rằng bạn luôn luôn có một lựa chọn để thay đổi và hành động ngay bây giờ. Qua kinh nghiệm đào tạo hàng chục ngàn người về kỹ năng tư duy thành công, đặc biệt là phương pháp tự thay đổi bản thân, tôi tin và khẳng định rằng nếu có những trải nghiệm tinh thần đủ lớn để giúp cho những hạt giống tốt đẹp bên trong con người được nảy mầm, thì lúc đó sự thay đổi tích cực sẽ đến gần như ngay lập tức. Và trong tích tắc mà không cần có những hậu quả nghiêm trọng làm nhân tố tác động, bởi vì một lần nữa thay đổi bộ nghiệp là một sự lựa chọn. Dĩ nhiên, sau khi sự thay đổi ngay tức khắc diễn ra, mỗi chúng ta đều cần nỗ lực của chính bản thân mình và môi trường xung quanh để giúp duy trì sự thay đổi đó. Sự thay đổi từ từ mà mọi người thường nhắc đến thật ra là quá trình nỗ lực rèn luyện thói quen mới để duy trì sự thay đổi cũng đã xảy ra bên trong. Đây mới là lúc bạn cần phải kiên nhẫn và cần nhiều thời gian để biến sự thay đổi từ một lựa chọn nhất thời thành một phần mới tích cực trong chính bản thân bạn. Nếu như thay đổi là một điều gì đó diễn ra như ngay lập tức khi bạn lựa chọn thay đổi, thì việc duy trì sự thay đổi ấy để biến nó thành một phần của con người bạn lại là quá trình vượt lên chính mình từng ngày trong một thời gian dài. Vấn đề là chỗ nếu không có sự thay đổi tức thì làm bước khởi đầu thì bạn cũng chẳng có gì để khởi đầu, chứ đừng nói đến duy trì. Thành ra một cú bích thật mạnh để vượt ra khỏi sức y và tạo nên sự thay đổi là hết sức cần thiết và quan trọng cho việc một con người có thể thay đổi được hay không. Còn sau khi đã có một động lực to lớn để lựa chọn sự thay đổi, thì phần còn lại phụ thuộc phần lớn vào quyết tâm riêng của mỗi người cũng như những tác động của môi trường xung quanh. Ví dụ, nếu như người cha ở trên sau khi quyết tâm bỏ hút thuốc nhưng lại luôn chơi với những người bạn nghiện thuốc,
Nếu như trong số đó chỉ cần một người nói với ông ta rằng đã lỡ một nhường rồi, đã lỡ bệnh rồi, con gái nhỏ thì nó nói thế, lớn lên nó cũng đi theo chồng mà quên mất ông. Ông cứ phải tự làm khổ mình làm gì, thì có thể quyết tâm của người cha đã không còn. Cho nên bên cạnh một cú hích mạnh mẽ làm tiền đề quan trọng, môi trường cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng tác động đến việc bạn có hoàn thành sự thay đổi 100% hay không. Bạn muốn thay đổi, bạn phải tạo ra môi trường ủng hộ sự thay đổi của bạn. Bạn muốn giúp người khác thay đổi, bên cạnh việc tạo ra một cú hích cực kỳ cần thiết, bạn cũng phải tìm cách tạo ra một môi trường để duy trì sự thay đổi đó. Tương tự, cái bạn nhìn thấy bên ngoài, ví dụ như sự thay đổi của người khác chẳng hạn, thực ra chỉ là kết quả của sự thay đổi vốn đã diễn ra bên trong họ từ trước. Chính vì thế, bạn muốn giúp một người thay đổi, sự thay đổi ấy phải xuất phát từ bên trong, phải là một lựa chọn thì mới hy vọng đó là một sự thay đổi bền vững. Ngược lại, nếu bạn muốn người khác nhìn thấy sự thay đổi bên trong của bạn, thông qua hành động, bạn cần nỗ lực vượt lên chính mình, cũng như tìm hoặc xây dựng một môi trường đủ tích cực để ủng hộ sự thay đổi đó của bạn. Trong hầu hết những khóa huấn luyện và đào tạo phát triển con người của mình, tôi đều áp dụng triết lý này để giúp cho học viên. Có lẽ như vậy mà các khóa học của TGM cũng đã đạt được một số kết quả nhất định ban đầu trong lĩnh vực này. Khi để cả học sinh
đánh mất ước mơ. Một ngày nào đó, khi bạn chợt nhận ra ước mơ của mình không còn nữa, trước khi tự hỏi ai đã cướp mất ước mơ của tôi, hãy tự hỏi có phải chính mình đã tự tay cướp mất ước mơ của mình. Không đàn đụng với đồ bàn hư hỏng nữa, tôi tập trung lao vào học để bù đắp lỗ hổng kiến thức và làm lại từ đầu. Nhưng lúc ấy đã quá muộn để tôi có thể hoàn thành ước mơ được bay ra Hà Nội thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm lớp 9, trong khi bạn bè đạt giải học sinh giỏi toán cấp thành phố hay thậm chí cấp quốc gia, thì tôi chẳng đạt được thành tích gì. Tôi đã đánh mất ước mơ của mình. Tôi tốt nghiệp cấp 2, hầu hết bạn bè trong lớp đăng ký thi vào khối A toán lý hóa hoặc khối B toán hóa sinh của trường phổ thông trung học chuyên Lê Hồng Phong hay trường phổ thông Năng Khiếu, còn tôi thì đăng ký tròn vào khối D ngoại ngữ băng toán với suy nghĩ nếu thi rớt cũng đỡ nhục, vì dù sao ngoại ngữ cũng không phải là sở trường của tôi, chứ nếu tôi đăng ký vào khối A hay B mà không đậu thì sẽ phải chịu nhục nhã ế chề với gia đình, bạn bè và những người xung quanh thêm một lần nữa. Và với suy nghĩ nông cạn ấy, tôi lại phạm sai lầm. Bởi vì chỉ đến khi đã hoàn tất các thủ tục đăng ký thi, tôi mới phát hiện ra rằng nếu không vào được trường Lê Hồng Phong thì tôi sẽ phải học ở một ngôi trường khá tai tiếng. Nếu tôi vào một ngôi trường như thế rồi lại gặp một đám bạn hư hỏng khác thì có thể quyết tâm duy trì sự thay đổi của tôi sẽ không còn. Tôi sẽ một lần nữa quay lại con đường cũ. Đó là điều tôi hoàn toàn không muốn chút nào, vì tôi đã trả giá quá đắt cho những sai lầm tôi mắc phải. Bạn đến ngã rẽ cuộc đời và bạn phải quyết định, hoặc bạn đóng vai nạn nhân và sống một cuộc sống không tròn vẹn, hoặc bạn tận dụng cơ hội to lớn này để bước lên. Trích sách mặc phải. Dù sao đi nữa, tôi vẫn chưa hoàn toàn mất hết niềm tin vào chính bản thân mình. Tôi vẫn thực sự tin rằng tôi xứng đáng được thành công như bao người khác, bởi vì ít ra tôi đã từng một lần ở đỉnh cao của vinh quang vào những năm lớp 5, lớp 6 của mình. Tôi đã hạ quyết tâm lần này và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Mất căn bản khá nhiều ở môn tiếng Anh, tôi không cho phép mình nản chí và bắt đầu dùng sức từ ôn luyện kiến thức môn Anh văn từ lớp 6 đến lớp 9. Nhà nghèo cũng chẳng có tiền đi học thêm. Mỗi ngày tôi cầm cùi ngồi học tiếng Anh khoảng 8 đến 10 tiếng đồng hồ liên tục, chỉ trừ những lúc ăn cơm hoặc làm vệ sinh cá nhân. Trong hơn một tháng, tôi tự mày mò học lại hết toàn bộ chương trình tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 9, với hy vọng là những nỗ lực ấy sẽ giúp tôi đậu vào được ngôi trường mà tôi mong muốn, trường Lê Hồng Phong. Rốt cuộc, tôi làm được, nhưng thật ra là thoát dịp trong đường tơ kẻ tóc vì tôi đậu với số điểm thấp nhất lớp. Vui mừng chưa được bao lâu, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng những ngày tháng đến tối nhất trong sự nghiệp học tập của mình vẫn còn ở phía trước. Kết quả thi vào lớp 10 không mấy lạc quan của tôi nhanh chóng được khẳng định lại một lần nữa bằng kết quả học tập trong năm. Sau một học kỳ đầy khó khăn thử thách, đặc biệt là ở môn tiếng Anh, tôi kết thúc học kỳ 1 của năm lớp 10 gần như đồi sổ. Chán nản, thất vọng, mất hết ý chí, tôi chỉ biết về nhà và khóc với mẹ. Không chút do dự, mẹ liền thảo chức nhật gửi trên tay rồi mang đi bán lấy tiền cho tôi học thêm tiếng Anh. Thật ra, học được vài tháng thì số tiền đó cũng hết. Những cảm kích tổng lòng và sự hy sinh của mẹ luôn sẵn sàng đầu tư từng đồng tiền ít ỏi cho tương lai của tôi. Trong suốt thời gian của học kỳ 2 năm lớp 10, tôi quyết tâm dành nhiều thời gian từ học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Điểm số của tôi cũng từ đó bắt đầu có sự cải thiện. Ngạc nhiên thay, mặc dù thành tích học tập của tôi chẳng ra gì, ba vẫn dùng số tiền dành dùm được để mua tặng tôi một chiếc xe máy. Vì trường khá xa nhà, trong khi đó ba vẫn phải đi chiếc xe cà tàng mà sáng nào bác cũng phải hì hục đạp mãi mới chịu nổ máy. Đó là một trong những lần hiếm hoi mà ba đối xử với tôi như một người cha đã ngưỡng mộ, khi ba không có hơi men trong người. Nhưng thế thôi cũng đủ cho tôi lý do để luôn thương ba. Dù sau này ba đã phạm rất nhiều sai lầm to lớn trong cuộc sống và trong cách đối xử với gia đình,
Những chuyện đó tôi không tiện và cũng không được muốn viết ra ở đây. Xong chính vì vậy mà lúc nhỏ, nhiều khi trong bụng tôi thấy ghét ba lắm. Cũng may là qua năm tháng cùng với nhận thức lớn dần lên, tôi hiểu ra rằng người khác không phải lúc nào cũng yêu thương bạn theo cách mà bạn họ muốn họ yêu thương mình. Nhiệm vụ của bạn là học cách cảm nhận tình yêu thương của họ trước khi đòi hỏi họ phải yêu thương mình theo một cách nào đó. Có thể cách hành động của họ chẳng bao giờ là hoàn hảo theo định nghĩa của bạn. Nhưng đừng bao giờ cho phép bản thân mình quên rằng có thể tình yêu thương mà họ dành cho bạn, chính bản thân nó cũng đã là hoàn hảo. Tôi còn nhớ có lần thấy ba đạp chiếc xe ca tàng của ba mãi mà nó vẫn không chịu nổ. Tôi nói với ba rằng, sao ba không lấy xe con mà đi để con đi chiếc xe đó cho ba? Ba chỉ nhìn tôi cười và nói, để ba đi xe này được rồi. Tôi ướt nước mắt và tự hứa với lòng rằng tôi phải càng cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng yêu thương và sự tin tưởng ba. Có thể tôi không có nhiều câu chuyện để tự hào về ba để viết vào quyển sách này, nhưng tôi có một người cha để tôi luôn muốn yêu thương cho dù thế nào đi nữa. Lá thư gửi ba của con, ba ơi, nếu ba có vô tình đọc quyển sách này của con, liệu ba có cảm thấy tự hào vì những gì con đã làm được cho bản thân con, cho gia đình và cho cả cuộc đời này? Con mong ba hiểu rằng cho dù thế nào đi nữa, con vẫn rất thương ba. Con mong một lúc nào đó ba sẽ thực sự bỏ đi cả tôi quả lớn của mình, chịu nhìn nhận những lỗi lầm, lựa chọn thay đổi, bỏ hết thói hư tật xấu để quay về với gia đình. Con mong ba hãy thực sự thay đổi, chứ đừng như những lần trước. Con và em Triều đã phải cố gắng rất nhiều để thành công như hôm nay. Trong thành công ấy có cả nước mắt của mẹ và mồ hôi của ba. Tại sao ba không cho phép bản thân mình cùng gia đình tận hưởng thành công và hạnh phúc? Tại sao khi tụi con đã trưởng thành và nỗ lực thành công như ngày xưa ba mong muốn, ba lại không còn thương tụi con như khi tụi con còn bé? Em gái con cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi. Ngày em còn nhỏ, ba thương và chiều em nhất. Nhưng ngày em bước vào đời, liệu ba có còn muốn ở đó hay không? Ba ơi, cuộc sống không còn dài, trước khi ba rời khỏi cuộc đời này, hãy cho phép mình thay đổi và quay về với gia đình để có thể làm lại từ đầu. Ba đừng để gia đình mình mãi là một ước mơ bị đánh mất nha ba. Làm lại từ đầu. Đến cuối năm lớp 10, tôi bắt đầu có những tiến bộ và được xếp vào loại trung bình của lớp. Nghỉ hè năm lớp 10, tôi dành nhiều thời gian để học trước 4
tiếng Anh và một số môn khác của năm lớp 11 để tạo đà cho năm học tiếp theo. Năm lớp 11, tôi chính thức lọt được vào nhóm 10 học sinh giỏi nhất lớp. Vẫn chưa dừng lại ở đó, tôi cố gắng hơn nữa. Năm lớp 12, thỉnh thoảng tôi cũng lọt được vào nhóm 5 học sinh giỏi nhất lớp. Và rồi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học cũng đến. Tôi quyết tâm dồn sức cho kỳ thi quan trọng này để tạo bước đột phá. Thế nên chỉ thiếu một chút nữa thì tôi đã đậu thủ khoa. Nhưng dù không đậu thủ khoa, với kết quả tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, tôi được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh mà không cần thi tuyển. Tuy vậy, tôi vẫn đăng ký thi đại học, rồi đầu thêm vào trường Đại học Ngoại thương và đầu Á khoa vào Học viện Ngân hàng. Với những thành tích này, tôi là một trong số ít học sinh được nhận huy chương danh dự cho trường phổ thông trung học chuyên Lê Hồng Phong trao tặng vào năm 1999. Thay đổi là một phần của sự phát triển. Đôi khi trong cuộc sống, nhất là khi còn trẻ, người non già, chúng ta thường khó tránh được việc mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Là con người, chúng ta ai cũng đã có những sai lầm và vẫn sẽ tiếp tục phạm sai lầm. Bạn cũng vậy và tôi cũng thế. Nhưng nếu bạn dám nhận trách nhiệm về mình, dám vượt qua chính bản thân và quyết tâm làm lại từ đầu, quyết tâm thay đổi, thì bạn sẽ luôn được cuộc đời này đền đáp xứng đáng. Thay đổi không bao giờ là quá muộn, thay đổi thực sự chỉ diễn ra trong tích tắc, bởi vì thay đổi là một lựa chọn. Lựa chọn thay đổi này diễn ra trong chớp mắt, nhưng duy trì sự thay đổi này lại đòi hỏi một quá trình kiên định hành động. Tuy nhiên, quá trình kiên định hành động để đạt được kết quả cuối cùng sẽ không bao giờ xảy ra nếu trước đó ta không có một thay đổi ngay tức thì trong trái tim. Chính vì thế, thành công thực sự xuất phát và bắt đầu từ chính trái tim mỗi người, chứ không phải từ khối óc. Thay đổi chỉ là một phần của sự phát triển. Nếu bạn không cho phép những thay đổi tích cực diễn ra bên trong mình, bạn sẽ không thể thay đổi thế giới một cách tích cực. Có thể bạn vẫn sợ sự thay đổi, nhưng bạn có biết điều gì đáng sợ hơn không? Đó là sự nổi tiếng.
Mơ ước, học lại cách ước mơ. Có đến 3 lựa chọn vào đại học. Tôi thích ngành kinh doanh nhất, nhưng tôi nghĩ ngành công nghệ thông tin sẽ dễ kiếm việc làm khi ra trường hơn. Nên rốt cuộc tôi lại chọn ngành công nghệ thông tin. Đây là một lựa chọn làm tôi cảm thấy hơi tiếc, vì sau này lĩnh vực mà tôi đam mê thực sự là kinh doanh chứ không phải công nghệ. Nhiều lúc tôi từng nghĩ, nếu như tôi nhận được sự hướng nghiệp rõ ràng cũng như được huấn luyện về kỹ năng sống từ sớm để tin vào ước mơ của mình, thì có lẽ tôi đã có được một lựa chọn sáng suốt hơn là học để ra trường dễ kiếm việc. Và có lẽ cuộc đời tôi đã thay đổi theo hướng khác tốt hơn. Đó cũng là lý do tại sao tôi mong muốn giúp các em học sinh nhìn thấy giá trị thật của bản thân, từ đó nỗ lực đi tìm con đường phù hợp với mình từ sớm, thay vì chỉ biết học để thi, học để có bằng, hay học để ra trường nhiệt kiếm việc làm. Dĩ nhiên là không có ai có thể thay đổi cái nhớ như ấy. Tôi chỉ biết một điều là vì tôi chọn học ngành công nghệ thông tin, cho nên sau này để trở thành một doanh nhân, dịch giả và chuyên gia đào tạo, tôi đã phải tự đầu tư vào chính mình thông qua nhiều khóa học kỹ năng khác nhau, cũng như phải tự học rất nhiều qua sách báo, internet. Nhưng cả nếu như ấy cũng chính là một trong những lý do tại sao tôi muốn viết quyển sách này, để càng nhiều người càng tốt, nhất là những bạn trẻ, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về những lựa chọn của mình từ sớm và không bao giờ phải nói hai chữ nếu như. Quay lại câu chuyện học hành của tôi, khi tôi vừa vào năm nhất của ngành công nghệ thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên, thì ngay học kỳ đầu tiên ấy, nhà trường đã có thông báo về việc Đại học Quốc gia Singapore, National University of Singapore, gọi tắt là NUS, đến trường tôi tuyển sinh. Mặc dù hoàn cảnh gia đình tôi đã đỡ nghèo hơn trước nhiều, nhưng cũng không dư dả gì. Cho nên tôi chẳng bao giờ dám mơ ước hay tin rằng mình sẽ có thể đi du học.
Chính vì thế mà tôi đã rất thờ ơ và không mấy quan tâm đến cơ hội đó, chỉ vì suy nghĩ hằng hẹp, cho rằng mình không thể, cho rằng không bao giờ đến lượt mình đi du học. Tôi đã lãng phí mất một năm của cuộc đời mình. Chớ kể gần cuối năm học ấy, tôi đột ngột bị đau ruột thừa cấp ruột thừa và phải giải phẫu ngay trước khi thi cuối năm. Thế là tôi không còn lựa chọn nào khác là phải bỏ thi hai môn và buộc phải thi lại. Dù không hẳn là do thi trượt, nhưng cái cảm giác thi lại cũng làm tôi phần nào mất tự tin vào chính bản thân mình. Giờ ngẫm lại mới thấy mất tự tin vì chuyện đó là hết sức vô lý. Nhưng tôi đã mất tự tin thật và chẳng hiểu tại sao. Có vẻ tự tin là một kỹ năng có thể được rèn luyện thay vì là một tính cách. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn thường nhắc nhở nhau bảo phải học cách tự tin vào chính mình. Năm tiếp theo, Nurse lại đến trường tôi để tuyển sinh. Lần này thậm chí tôi còn thờ ơ hơn nữa, vì tôi nghĩ một sinh viên với thành tích thi lại hai môn, cho dù là bởi lý do đau bệnh thất bất ngờ đi nữa, thì cũng khó lòng được tuyển vào Nurse. Lẽ ra tôi đã để cơ hội ấy vụt mất khỏi tầm tay của mình một lần nữa, nếu không nhờ người yêu của tôi lúc bấy giờ. Hoàn toàn khác với tôi, cô ấy vốn là con của một gia đình rất khá giả, luôn mang trong mình một mơ ước chạy bỏng là đi du học, nên thường xuyên tìm kiếm những cơ hội để được ra biệt lớn. Lần đó chính cô ấy đã kéo tôi đi dự từ hội thảo du học này sang hội thảo du học khác. Đi đến đâu tôi cũng thấy hoa mắt với những con số học phí kinh hoàng của các trường đại học nước ngoài, chưa kể đến chi phí sinh hoạt, chi phí đi lại và đủ loại chi phí khác. Cho nên đối với tôi, việc đi các hội thảo du học chỉ là đi cho biết, chủ yếu là để làm tài xế và chiều lòng người yêu. Thật lòng mà nói, tôi chẳng hề có ý định nộp đơn vào Nurse. Việc tôi nộp đơn vào Nurse cũng chính là do người yêu tôi đã động viên khuyến khích tôi cùng nộp hồ sơ dự tuyển vào Nurse với cô ấy. Lúc đó tôi cũng chỉ cùng nộp hồ sơ cho cô ấy vui. Ở trong bụng tôi thầm nghĩ, cho dù có trúng tuyển thì gia đình tôi cũng đã có tiền mà cho tôi đi du học. Còn học bổng toàn phần thì tôi không dám mơ tới. Dường như sống quá lâu trong cảnh nghèo và sự tự ti về cảnh nghèo đã khiến tôi cho phép mình ngừng mơ ước từ lúc nào chẳng hay.
Bạn vẫn đang mơ ước, tức là bạn đang sống. Khi chúng ta còn bé, ai cũng từng mơ ước, và không những thế, mơ ước thật nhiều. Rồi khi lớn lên, ta bắt đầu để cho những va chạm với cuộc đời khiến cho ta phải thực tế hơn. Để rồi sau một thời gian sống mãi với cái thực tế ấy, ta dần đánh mất những ước mơ của mình. Đến một lúc nào đó, giật mình nhìn lại xung quanh, nhìn thấy một thực tế là những người bạn vốn từng bị ta cho rằng mơ mộng hay thiếu thực tế đang được sống vì ước mơ của họ. Ta bất chợt chạnh lòng. Những lúc ấy ta tự hỏi ai đã đánh cắp những ước mơ của mình, và rồi bàng hoàng nhận ra rằng chính ta đã tước đoạt đi những ước mơ của bản thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như loài vật sống giờ nào hay giờ nấy, thì con người chúng ta không chỉ biết sống với hiện tại mà còn biết sống vì tương lai. Mơ ước là một trong những điều phân biệt con người với con vật. Mơ ước là quyền thiêng liêng của mỗi người, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng mỗi người chúng ta tự hỏi, nếu có bao giờ ta vô tình cho phép chính mình cướp đi cái quyền ấy của bản thân bằng cách đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh hay không? Để rồi chính bản thân ta lựa chọn ngừng mơ ước, đó có lẽ là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều người mãi mắc kẹt ở từng giữa của cuộc sống. Cho nên, nếu một ngày nào đó bạn bất chợt nhận ra rằng mình đã ngừng mơ ước, hãy tìm mọi cách để lấy lại nó, hãy lựa chọn tiếp tục mơ ước và hành động vì ước mơ của mình. Hãy nhớ rằng, cái ngày bạn cho phép bản thân mình ngừng mơ ước cũng là ngày bạn chết ở bên trong, chính sự sống của thể xác ở bên ngoài. Nên dù sao đi nữa, hãy sống vì ước mơ của mình. Hành động vì ước mơ. Nghèo không phải là một cái tội. Về phần mình, mặc dù mục đích nộp hồ sơ xin đi du học lúc đầu chỉ là cho người yêu vui lòng, nhưng khi tôi bắt đầu hành động, những ước mơ của tôi cũng bắt đầu sống lại. Tôi nhớ lại những ngày tháng tuyệt vời khi tôi sống vì những mơ ước của mình. Mơ ước được đi máy bay ra Hà Nội, mơ ước được vào lớp chuyên toán, mơ ước vào học Lê Hồng Phong, mơ ước trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp. Có những mơ ước tôi đã làm được, có những mơ ước tôi không làm được. Nhưng cho dù được hay không thì tôi đã thật sự sống và chiến đấu vì những ước mơ ấy. Bất chợt tôi nhận ra rằng mình phải tiếp tục ước mơ, bởi vì điều quan trọng không phải là tôi có đạt được mơ ước hay không,
Và điều quan trọng là tôi có dám ước mơ hay không. Dĩ nhiên mơ ước thôi thì không đủ. Sau khi được bảng điểm cũng như vượt qua vòng phỏng vấn sơ tuyển, tôi được tạm chấp nhận vào Nurse. Tại sao lại là tạm chấp nhận? Bởi vì mặc dù thành tích học tập của tôi tương đối tốt, nhưng lúc ấy trình độ tiếng Anh của tôi vẫn còn kém so với đòi hỏi của trường. Họ ra điều kiện là tôi phải đạt được điểm IELTS ít nhất 6 chấm thì mới được nhập học, trong khi trình độ IELTS của tôi lúc đó chỉ tầm 4 chấm hay nhiều lắm là 4.5. Ngặt nghèo hơn nữa, lúc ấy kỳ thi IELTS chỉ được tổ chức tại Việt Nam mỗi 3 tháng một lần và lệ phí thì rất cao, ít ra là so với khả năng tài chính của gia đình tôi. Tại thời điểm tôi biết mình buộc phải đạt IELTS 6 chấm để được đi du học, thì kỳ thi IELTS tiếp theo sẽ diễn ra chỉ trong vòng khoảng chưa đầy 2 tháng nữa. Đó là cơ hội duy nhất của tôi. Nếu tôi không tận dụng được nó, thì cánh cửa du học của tôi sẽ hoàn toàn bị đóng lại, bởi vì họ chỉ có thể đợi tôi nhiều lắm là 3 tháng để hoàn thành thủ tục nhập học. Nếu trễ, tôi mất cơ hội. Trong khi đó, nếu tôi không đạt đủ 6 chấm trong kỳ thi IELTS lần này thì kỳ thi IELTS tiếp theo chỉ diễn ra sau 3 tháng nữa, cho nên đối với tôi chắc chắn sẽ không có cơ hội thứ hai. Nhưng đó chỉ là một trong vô số những khó khăn thử thách mà tôi phải đối diện lúc ấy. Thách thức lớn nhất đối với tôi thật ra nằm ở vấn đề tài chính. Tiền đâu để học luyện thi IELTS, tiền đâu để đóng học, đóng lệ phí thi, tiền đâu để đi du học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.